Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh Ngô Thế Ngọc của mình nha. Thì hôm nay mình quyết định là quay lại cho anh em một cái clip cực kỳ thú vị luôn nha. Thì rất là nhiều anh em thắc mắc là tại sao mình không đăng video trên kênh chính, bởi vì kênh đấy của mình đang bị cấm đăng video nha. Khi nào mở lại thì mình sẽ đăng video cho anh em xem nha. Thì hiện tại là bây giờ anh em cứ xem tạm kênh này nha, và anh em đừng quên là đăng cái kênh, bấm like và xem từ đầu đến cuối clip này không tua nha. Ok, anh em thấy chưa? Thì hiện tại là mình đã có trong mình đã mặc trên người là cái bộ trang phục mới anh em ơi. Dancer mới anh em ạ. Bộ trang phục này kiểu như mới ra mắt thôi anh em ơi, nhưng mà anh em chưa sở hữu được đâu. Mình ở trong đại lộ danh vọng này mình được nhận trước và mình review cho anh em xem lại. Đây cho anh em xem luôn. Đây mình được nhận free luôn anh em ạ. Đấy mà cái bộ trang phục này anh em cũng có thể được nhận free nha anh em ơi. Đấy cho anh em xem. Đây anh em thấy chưa? Gana gửi quà cho mình nha. Đây anh em thấy chưa? Nhận free nha anh em ơi. Đấy. Nói chung là tí nữa mình sẽ hướng dẫn anh em nhận free bộ trang phục này luôn nha anh em ơi. Nói chung cũng cực kỳ đơn giản anh em ạ. Đây, nói chung là không linh tinh như thuyền nữa, mình sẽ hướng dẫn anh em luôn. À, bây giờ từ từ để mình bỏ cái mặt nạ cho anh em xem là cái bộ trang phục này nó đẹp trai như nào nhá. Đấy anh em thấy chưa? Đây là một bộ trang phục nhận free anh em ơi. Ở dịp lễ là mùng 2 tháng 9 nha anh em ơi. Đấy anh em thấy chưa? Cực kỳ ngầu và đẹp luôn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em nhận free bộ trang phục này nha, và tí mình sẽ test cho anh em xem bộ trang phục này liệu có gì đặc biệt hay không nha anh em ơi. Đây, đầu tiên anh em vào sự kiện nha anh em thấy chưa? Thì sự kiện nó đã cho anh em luôn là cái kiểu như cách để nhận anh em nhìn thấy bộ trang phục ấy luôn rồi. Đấy, anh em thấy chưa? Thì vòng quay sẽ mở từ lúc 10 giờ đến ngày đến 23 giờ chủ nhật nha anh em ơi. Có nghĩa là anh em muốn sở hữu được bộ trang phục này thì trong thứ bảy chủ nhật tuần này, đấy thì anh em phải vào game để anh em quay cái bộ trang phục này nha anh em ơi. Mẹ muốn quay được bộ trang phục này thì anh em phải có một cái vé quay để anh em nhận nha anh em ơi. Đây vé quay đây anh em ơi. Đây vòng quay giờ vàng. Đây vé quay này anh em ơi, đây cái vé quay tím này anh em ơi. Đấy, anh em phải sở hữu được cái vé quay này thì anh em mới có thể là quay được cái bộ trang phục đấy nha anh em ơi. Đấy, mình nhớ không nhầm là như vậy anh em ạ. Đấy. Và cái vé quay giờ vàng này thì anh em chỉ nhận được trong khoảng thời gian đó chính là từ 17 giờ đến 21 giờ nha anh em ơi. Đấy anh em thấy chưa? Đấy, các ngày từ ngày 28 đến ngày 3 tháng 9 anh em ơi. Mỗi ngày anh em vào anh em sẽ nhận được một vé nha anh em ơi, và một thẻ thử nhân vật và một thẻ thử trợ thủ nha anh em ơi. Đấy, sau khi anh em nhận vé đấy thì anh em vào game từ lúc 10 giờ ngày thứ bảy đến 23:59 ngày chủ nhật nha anh em ơi. Ok anh em, thì do cái chính của mình có bộ trang phục đấy rồi, mình sẽ về ạc phụ của mình để mình review cho anh em kỹ hơn nha anh em ơi. Anh em ấn vào sự kiện nhá, rồi anh em ấn vào cái vòng quay giờ vàng. Đấy anh em, mình đã hướng dẫn anh em cách nhận cái vé quay đấy rồi đúng không anh em ơi. Đấy thì anh em sẽ được chọn hai bộ trang phục anh em, hai cái anh em muốn quay nha anh em ơi. Đấy, chọn hai quà anh em muốn nhận ở trong trong cái tuần 2 này nhá, thì mình sẽ chọn bộ trang phục này nha anh em ơi. Đấy, với một cái hành động anh em ạ. Đấy thì anh em ấn xác nhận quà nha anh em ơi. Đấy, sau khi xác nhận xong thì anh em sẽ lấy cái vé quay đấy rồi anh em quay cái này nha anh em ơi. Và nhớ là nó chỉ quay trong vòng quay thứ bảy chủ nhật thôi nha anh em ơi. Đấy, từ 10 giờ ngày thứ bảy đến 23:59 ngày chủ nhật nha anh em ơi. Đấy, anh em quay thì anh em sẽ nhận được bộ trang phục này nhá. Nên xui anh em ơi. Và anh em hình như là mình nhớ là anh em đăng nhập đủ anh em sẽ nhận đủ 7 cái vé quay để anh em có thể quay được bộ trang phục này nhá. Nói chung là chắc chắn anh em sẽ nhận free, anh em chỉ cần đăng nhập đúng kiểu như từ 17 giờ đến 21 giờ để anh em nhận cái vé quay. Và anh em quay cái vòng quay này thứ bảy chủ nhật tuần này. Đấy, ngày mùng 2 tháng 9 anh em ạ. Mùng 2 tháng 9 đấy anh em, và anh em quay thì anh em sẽ nhận được nha anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ quay về chính của mình để mình chơi game review cho anh em bộ trang phục này nha anh em ơi. Đấy ok, nói chung là mình nói từ nãy là chắc anh em cũng hiểu hết đúng không? Nói chung là đơn giản mà. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ vào trận đấu nha anh em ơi. Thì ngoài bộ trang phục đấy ra thì anh em cũng có thể nhận mấy cái hành động các thứ anh em ạ. Đấy anh em thấy chưa? Trang phục thì nói chung là cực kỳ đẹp anh em ạ. Dancer mới nha anh em ơi. Đấy, bộ trang phục kiểu như phong cách nhảy hip hop các thứ anh em thấy chưa? Dancer mà anh em. Đấy, dancer mấy chị Hạ Long ấy. Úi trời ơi, mình đang rất là muốn đi Hạ Long anh em ơi. Mà mình sợ không giết anh em ạ. Trời ơi. Mấy chị dancer nhảy cực kỳ quấn luôn. Ok, đây cũng là một anh chàng dancer bên FIFA nha anh em ơi. Đây, một bộ trang phục đó chính là một cái quần gọi là bó bó đi đôi giày trông rất là phong cách, chất là chất chơi anh em ơi. Ok, là mình sẽ cầm bộ trang phục này mình qua mình bắn để xem liệu nó có đẳng cấp hay không nha anh em ơi. À đây ạ. Úi giời. Chúng là như nào? Đây đây đây. Ui, một viên vào đầu ấy. Nghe cái đầu ở đây. Úi giời ơi. Bộ trang phục này mà kết hợp với khẩu súng level 8 thì nói chung là quá bá đạo rồi anh em ơi. Ok anh em ơi, 1-0 anh em ạ. Tiếp tục nha anh em ơi, tiếp tục nha. Nói chung là 30 nó chưa phải là Tết anh em ạ. Nên là mình cố gắng mình bắn tập trung một xíu nha anh em ơi. Đây mình sẽ ra cho anh em một câu hỏi nha anh em ơi. Thì đối anh em biết là từ đầu đến cuối trận này mình sẽ giết được bao nhiêu QS shot nha. Nếu anh em muốn trả lời đúng thì anh em phải xem anh em không tua thì anh em mới có thể trả lời đúng nha. Anh em nào tua thì mình sẽ không tặng quà cho anh em đâu. Phần quà sẽ là 5 cái kim cương nha. Cho 10 bạn mình sẽ tặng quà mùng 2 tháng 9 nha anh em ơi. Rồi ok. À, chơi này làm gì? Ngồi giúp à? Bắn đi bắn. À, không bắn đâu bạn. Thằng này làm gì nhỉ? À, đứng im. Ôi, từ. Trời ơi, mình để im nó bắn mình tí đi à? Nghe cái đầu ở đây. Trời ơi. Thằng này đặt kẹo mày. Thằng này bắn kiểu gì anh em nhỉ? Ảo ma Canada đấy nhỉ? Bot này anh em. Hay là nó chấp mình nhỉ? Nó chấp mình để tí là mình kiểu như khinh thường nhưng mà nó bắn thật mình anh em nhỉ? Thằng này đúng boss rồi anh em ơi. Thằng này không phải là chấp mà nó là boss thật anh em ạ. Trời ơi, thì anh này gặp một thằng boss. Trời ơi. Anh em thấy chưa?
Thì đây là mình sẽ review qua bộ trang phục này cho anh em xem nhá. Thì cái đầu đó là cái đầu màu xanh, đấy, mũ màu tím, anh em thấy chưa? Cái đầu của nó đã phong cách chất chơi anh em ạ. Đầu thì có hai màu luôn, áo thì cũng hai màu, đó chính là màu xanh và màu tím. Quần thì màu đen nha anh em ơi. Đấy, màu đen mới pha một chút tím ở đoạn ở đoạn sau đít này. Với cả đoạn ống quần anh em ơi. Đấy, nói chung là cũng khá là chất đấy. À, sao thằng này đã quần máu rồi nó như nào? Này áo nhỉ, từ để mình xem nó chất mình nhỉ. Bắn như không ấy nhỉ. Chất mình thì để mình chơi trận khác anh em ơi, mình chơi chế độ khác. Mình thấy là như ra cái chế độ là tử chiến headshot thì cơ anh em ạ. Tí nữa mình sẽ vào mình chơi nhá. Đấy, nói chung là mình chỉ test cho anh em trang phục thôi. Đấy, trang phục nhận free anh em ơi. Dancer mẫu cực kìa chất anh em ạ. Ủa đâu ấy? Đây. Úi dồi, anh ra đây. Anh ra đây. Làm gì anh chạy đâu? Đứng lại em xem nào. Đây rồi. Đâu ra đây? Đây rồi, đâu nhảy? Đây rồi, đâu chảy? Úi dồi. Bắn này thì cũng ngang mình bắn bót anh nhá. Ảo thật đấy. Bắn này đi chơi bới gì. Ok anh em ơi, không sao, mình sẽ cầm M1887 để mình onshot đây anh em ơi. Đấy, để mình sẽ ra chơi trận khác anh em ạ. Đây là một thằng boss rồi anh em ạ. Này, nhạt quá, nhạt nhau quá. Ơi, cái kỹ năng của mình cao như này mà mình bắn toàn mấy cái trận nhạt nhau như này hơi buồn anh em ơi. Ra đây, dừng chơi đâu rồi. Úi trời ơi, đâu. À đây. Anh dai này, úi trời ơi, anh làm cái gì? Từ. Mình tính không đùa không anh em ạ. Không đùa được với thằng này đâu. Mình quan sát với nó cũng căng đấy anh em ạ. Ok anh em ơi, thắng rồi. Và mình sẽ thoát ra mình chơi một trận khác anh em ơi, mình chơi cái chế độ mới ra nhá. Chế độ tử chiến hết swap thì mình vừa nãy mình xem mình quên mất tên rồi. À, tiếp tục là vẫn chơi bộ trang phục anh em ơi. Úi giời, thính kìa, thính. Ok, sun hết swap anh em ơi, chế độ tử chiến. Nghĩa là như nào đây? Vào chơi thử trận ngay anh em, cho anh em biết là đẳng cấp của mình như nào nhá. Có thể là mình cũng test trang phục cho anh em luôn. Đấy. Rồi, tìm trận đâu thế nhỉ? Đây rồi, vô rồi. Ok, đây là một cái map mới anh em ơi, Rồi. Gì đây? Bạn muốn chơi chế độ hot shot không? Có, ok. Ui, toàn không này. Có đây, chơi chế độ chỉ hot shot thôi. Cái trình của mình là bắn nó chỉ có ra đạn vào đầu thôi. Bây giờ chơi không hết shot thì chơi cái gì? Ok, không biết là sẽ như nào đây anh em thấy chưa? Cầm cái khẩu này thì quá hết sọt anh em ơi, anh thấy chưa? Bộ trang phục cực kỳ đẹp đấy anh em ạ. Đấy, đầu hai màu, mũ hai màu, tóc hai màu, quần một màu, đó, trông khá là dân chơi anh em ơi. Khá là giống dancer đấy anh em ạ. Loại bỏ kẻ thù chỉ hết sọt anh em ơi. Kiểu này căng đấy, anh em chỉ chơi con sọt thôi à? Ok được, anh em mình sẽ cho anh em biết thế nào là chúng con sọt nha. Đâu rồi, các dân chơi đâu rồi? Đây. Headshot nữa này, úi dồi, bắn vào người có tính đâu mà bắn vào người bắn làm gì, nghe cái đầu ở đây, úi dồi, càng đấy, ui tem mình gục hai kìa anh em ơi, tem mình bắn gục hai kìa, khét thế nhỉ, công qua luôn, ui dồi gục hết rồi kìa, ôi từ mình, đâu rồi, úi sao đồng đội mình bắn hay thế, từ từ chạy đâu, nhanh nhìn mình nhá, hai lần duy nhất, ép chọn luôn này, ui dồi không vào đầu luôn nhỉ anh em ơi, mẹ chạy ghê thế nhỉ, qua đây, ui dồi, không vào đầu luôn à, ok cục của anh em ơi, gạt luôn, bắn vào đầu luôn nó mới chết, ôi nó lại chạy kìa, cái đỉnh mạnh, cay thế nhỉ, mày chạy được mãi không, nhờn à, mẹ chế độ hành, thực sự anh em ơi, chỉ bắn vào đầu nó mới tính thôi anh em ạ. Ok thì mình tiếp tục là mình sẽ chơi tiếp là khẩu này anh em ơi, mình sẽ chỉ bắn one shot thôi anh em ạ, đấy, mấy khẩu này bắn hết shot thì mình dễ, mấy khẩu kia nó cũng hơi khó anh em ạ, đấy, nói chung là trang phục quá đẹp, bắn nó cũng kinh anh em ơi. Ok, tại mình đang một kill anh em ạ. Mình được một kill hết sọt nhá. À, vừa xong nó hồi sinh anh em ơi. Cay thế. Đâu rồi? Dân chơi đâu rồi? Các dân chơi đâu rồi? Chạy đâu? À, bên này anh em ơi, bên này. Qua luôn. Qua one shot anh em ơi. Úi giời, đồng đội mình gục một rồi kìa. Làm cái gì? Ok, gục rồi anh em ơi. Vào đầu đi. Ôi lâu anh em ơi, ôi lâu, ui nó hồi sinh nhỉ.
hồi sinh nhỉ, hồi sinh được mãi không, hồi sinh được mãi không? Đấy, tím cái đầu, tím cái đầu ấy. Rồi ok, gạt rồi anh em ơi, gạt rồi. Ok, bên này. Bên này còn hai đứa nữa, Kia rồi anh em ơi, kia rồi. Ây, chạy nhanh đấy. Mày chạy đâu, ok, thắng rồi anh em ơi. Quá hay, ui, khẩu lục bạc của mình đâu rồi, đây. 2-0 anh em, 2-0 rồi. Trận này mình sẽ cầm thêm khẩu AC-80 để mình one-shot nha anh em ơi. Ui trời ơi, chùm luôn anh em ạ. Mình cầm AC-80, mình bắn chùm luôn. Mình chỉ sợ nó hồi sinh thôi anh em ạ. Mình không sợ đâu. Mình đang 2 kill nha anh em ơi. Ui, team mình có một bạn 3 kill anh em ơi. Kinh quá, nhưng mà sát thương bằng làm sao được mình. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục là mình ra, mình thể hiện cái trình độ one-shot nha anh em ơi. Vẫn tiếp tục là đi quả đường này anh em ạ. Vẫn đi quả đường này tiếp nha anh em ơi. Đấy. Chiến thuật nó là mãi mãi, đẳng cấp nó là mãi mãi, phong độ chỉ là nhất thời thôi. Đây rồi, vẫn là cái thằng này anh em ơi. Mày qua đây, ui dồi ôi, dễ đặt keo. Buồn quá đi trời ơi. Rồi thì mình căn đầu. Ui thắng rồi kìa. Uầy, đồng đội bắn hay đấy. Xuân Đạt kia bắn hay thực sự anh em ơi, mấy kill rồi kìa. 4 kill rồi kìa anh em. Trời ơi, cay thế, từ giờ để mình lên, mình không thể để cho đồng đội mình làm loạn như thế rồi anh em ạ. Mình phải công lên một xíu để mình kiếm kill tí anh em ơi. Mua được cái hồi sinh anh em ơi, có mua được không? À này, mình mua cái này nha anh em ơi. Cái này thì khả năng 100% là sẽ hồi sinh anh em ạ. Đấy, bởi vì là phải căn trúng đầu thì là mình giết được mình cơ anh em ơi. Đây. Úi giời ơi, một viên rồi, úi giời ơi, một viên vào đầu anh em ơi. Qua đây luôn anh em ơi. Căn cái đầu. Ui! À, từ từ, cái hồi sinh đâu anh em ơi, cái hồi sinh ở đâu nhỉ? Đây rồi. Cái hồi sinh đâu, từ mình không nó bắn vào đầu mình. Mẹ, vẫn nóng, bắn vào đầu mình, rõ mình mua cái hồi sinh mà mình không hồi sinh nhỉ nhá. Trời ơi, game bị ảo ma Canada thật sự anh em ạ. Rõ là mình mua cái hồi sinh rồi anh em ơi, mà mình không hồi sinh anh em ạ. Mình không thấy cái lút hồi sinh ở đâu luôn. Trời ơi. Bịp thực sự anh em ơi, rồi để xem đồng đội mình bắn như nào nhá. Đấy, hôm nay mình quyết định là mình sẽ giết trần lại đồng đội mình bắn luôn. Và đây là vị trí của fan. Đe fan chứ. Ok. Bên này thì đang là vị trí của thanh niên Xuân Đạt. Một viên vào đầu rồi. Còn một thanh niên nữa đây ạ, cố gắng giết nó đi. Căn cái đầu đó. Đúng rồi. Đã hay rồi anh em ơi. Ok anh em ơi, thì clip của mình đến đây cũng là kết thúc rồi anh em ạ. Thì hôm nay mục đích là mình chỉ hướng dẫn anh em nhận free cái bộ trang phục dancer mới rồi anh em ơi. Và mình test cho anh em xem có đẹp hay không. Nói chung quá đẹp rồi anh em ơi. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi đây. Bye bye anh em.